Emily kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình thời sự Hoa Kỳ ngày 15 tháng 9 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỹ phê duyệt hai thương vụ bán máy bay tiếp nhiên liệu và F-35 cho các đồng minh. Âm mưu gì đây? Michelle Obama quay xe không còn ủng hộ cho Kamala Harris nữa. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ cho biết người Mỹ sẽ sốc trước báo cáo về vụ ám sát Trump. Bộ Tư pháp ủng hộ tuyên bố của Trump về tội phạm gia tăng dưới thời Biden-Harris. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hai hợp đồng tiềm năng với tổng trị giá hơn 11 tỷ đô về việc bán máy bay cho Nhật Bản và Romania. Cụ thể, vào ngày 13 tháng 9, hãng tên Sputnik dẫn thông báo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ xác nhận rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hợp đồng tiềm năng trị giá 4,1 tỷ đô cung cấp máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-46A cho Nhật Bản. Theo DSCA, Nhật Bản đã đề nghị mua tới 9 máy bay KC-46A và những thiết bị liên quan, cũng như các dịch vụ hỗ trợ cơ khí, kỹ thuật và hậu cần từ chính phủ Mỹ và các nhà thầu. Thông cáo cho biết, thương vụ tiềm năng nêu trên hỗ trợ chính sách đối ngoại, cũng như các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ thông qua biện pháp tăng cường an ninh cho một đồng minh quan trọng và không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực. Các nhà thầu chính tham gia thương vụ gồm Boeing, RTX và Northrop Grumman. Bộ Ngoại giao cũng thông qua hợp đồng tiềm năng trị giá 7,2 tỷ đô, cung cấp 32 máy bay chiến đấu F-35 và động cơ cho Romania. Ngũ giác đài ra thông cáo báo chí nêu rõ, thương vụ này nằm trong khuôn khổ chương trình bán khí tài quân sự cho nước ngoài FMS theo Bộ Quốc phòng Mỹ, chính phủ Romania đã đề nghị mua 32 máy bay chiến đấu F-35A Lightning II và 33 động cơ từ chi nhánh and Rusney thuộc tập đoàn RTX. Nhà thầu chính trong thương vụ tiềm năng này là tập đoàn Lockheed Martin. Âm à mưu gì đây? Mr. Obama quay xe không còn ủng hộ cho Kamala Harris. Quý vị thân mến, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, người đã có bài phát biểu đầy cảm xúc ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ ở Chicago, Illinois vào tháng 8, đã bất ngờ quay xe, không còn tham gia chiến dịch tranh cử để ủng hộ Harris vào thời khắc nước rút của cuộc bầu cử này nữa. Thông tin này được Esquire Isaac Dover của CNN cho biết vào hôm thứ Sáu như sau. Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, người đã có bài phát biểu kêu gọi tại Chicago, dự kiến sẽ không tham gia chiến dịch tranh cử, mà thay vào đó sẽ tiếp tục các nỗ lực đăng ký cử tri phi đảng phái chính thức của mình. Tiết lộ này là một trở ngại nữa đối với Kamala Harris, người đã cố gắng hết sức để duy trì nguồn năng lượng mùa hè của mình ở mức cao vào mùa thu. Nhưng việc không có Michelle Obama ở đó vì bà rõ ràng là một sự thất vọng lớn đối với đảng Dân Chủ đây cũng có thể là một phần của xu hướng ngày càng tăng của các ứng cử viên tổng thống tương lai của đảng dân chủ làm những điều tối thiểu về mặt chính trị để giúp harris nhưng không thực sự đầu tư cá nhân vào thành công hay thất bại của bà Tất nhiên, nếu Harris giành chiến thắng vào tháng 11, rất có thể bà sẽ tái tranh cử vào năm 2028, khiến những ngôi sao tương lai của Đảng dân chủ như là Michelle phải đợi đến tận năm 2032 để có một cơ hội khác vào tòa Bạch ốc. Thế nhưng nếu Harris thua cựu tổng thống Donald Trump, nhóm ngày càng đông đảo Đảng dân chủ đang để mắt đến phòng bầu dục có thể sẽ có cơ hội vào năm 2028, thời điểm đang đến rất gần. Trong khi bà Michelle Obama đang ngồi ngoài cuộc đua tranh cử thì tất nhiên người ham quyền lực như chồng của bà là Barack Obama vẫn sẽ giúp đỡ ứng cử viên của Đảng mình vào mùa thu vì chúng ta đã quá rõ rằng chính cuộc chiến của Kamala Harris là của Barack Obama và chính nhiệm kỳ của Harris là nhiệm kỳ của Obama. Theo báo cáo của CNN, Barack Obama được kỳ vọng sẽ là trung tâm trong nỗ lực để có được điều mà dân biểu sắp mãn nhiệm Dan Kildy gọi là phép màu cho đảng Dân Chủ vào mùa thu. CNN viết rằng, các trợ lý của Obama đang nỗ lực để bổ sung vào danh sách các cuộc vận động tranh cử chiến trường vào cuối mùa thu thượng lệ của ông, trực tiếp hoặc với những người có ảnh hưởng trực tuyến, những người mà ông đã thúc đẩy sử dụng nền tảng của họ để thu hút những người theo dõi đi bỏ phiếu. Dover viết rằng, những gì đầu tiên sẽ diễn ra vào thứ ba tuần tới, vào ngày đăng ký cử tri toàn quốc, Obama đã ghi lại các video và nội dung khác ở Chicago và tại nhà riêng ở Washington mà văn phòng của ông ước tính sẽ tiếp cận 30 triệu người dùng trên mạng xã hội nhắm vào các cử tri trẻ tuổi. Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ cho biết người Mỹ sẽ sốc trước báo cáo về vụ ám sát Trump. Thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal thuộc Đảng Dân chủ Connecticut tiết lộ vào thứ năm rằng ông tin là người Mỹ sẽ sốc khi ủy ban lưỡng đảng điều tra vụ ám sát Tổng thống Donald Trump được công bố đảng viên Dân chủ Connecticut đã chia sẻ những bình luận sau cuộc họp giữa quyền giám đốc cơ quan mật vụ Hoa Kỳ Ronald Rowe với các thượng nghị sĩ về vấn đề này vào thứ Năm. Và cuộc họp này không được mở cho giới truyền thông. Blumenthal nói với Fox News, tôi nghĩ người dân Mỹ sẽ bị sốc, kinh ngạc và kinh hoàng trước những gì chúng tôi sẽ báo cáo với họ về những thất bại của cơ quan mật vụ trong nỗ lực ám sát cựu tổng thống này. Nhưng tôi nghĩ họ cũng nên kinh hoàng và ngạc nhiên trước sự thất bại của Bộ An ninh Nội địa trong việc cởi mở hơn, thẳng thắn và trung thực hơn như họ nên làm trong việc cung cấp thông tin. Những bình luận này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa Roger Marshall của Castle kêu gọi mở rộng cuộc điều tra về vụ ám sát cựu Tổng thống Trump tờ washington examiner đã tiết lộ bức thư của marshall gửi tới bộ an ninh nội địa trong một bài tương thuật độc quyền vào thứ hai marshall người tham gia ủy ban an ninh nội địa thượng viện đã viết rằng các thủ tục bảo vệ uss không minh bạch với người dân mỹ ngay cả sau hai phiên điều trần gần đây của quốc hội trong đó các đồng nghiệp của tôi và tôi đã đặt ra những câu hỏi thăm dò cho giám đốc uss và quyền giám đốc nhưng chỉ nhận được những câu trả lời không thỏa đáng. Thượng nghị sĩ cũng bày tỏ lo ngại về việc thiếu trách nhiệm trong quá trình điều tra. Thưa quý vị, Marshall cho biết trong một tuyên bố với hãng tin này rằng, gần 2 tháng sau vụ ám sát khiến Tổng thống Donald Trump chỉ còn cách mạng sống vài cm, vẫn chưa có câu trả lời hoặc trách nhiệm nào cho những thất bại của cơ quan mật vụ vào ngày hôm đó. Bộ Tư pháp ủng hộ tuyên bố của Trump về tội phạm gia tăng dưới thời Biden-Harris. Quý vị thân mến, cựu Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ thông tin chi tiết về báo cáo mới của Bộ Tư pháp ủng hộ tuyên bố của ông trong cuộc tranh luận Tổng thống vào hôm thứ Ba liên quan đến tình trạng tội phạm gia tăng dưới thời chính quyền của Biden-Harris. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump bắt đầu nói rằng Đặc biệt, Bộ Tư pháp vừa công bố dữ liệu tội phạm hoàn toàn mới cho thấy tôi hoàn toàn đúng trong cuộc tranh luận. Trên thực tế, dữ liệu thậm chí còn tệ hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. So với năm 2020, tội phạm bạo lực tăng gần 40%, hiếp dâm tăng 42%, hành hung nghiêm trọng tăng 55%, tội phạm bạo lực có vũ khí tăng 56%, tấn công bạo lực vào người lạ tăng 61%, trộm xe tăng 42% và các hình thức tội phạm bạo lực nghiêm trọng nhất tăng 55%. Dữ liệu được lấy từ cuộc khảo sát thường niên do chính phủ tiến hành về nạn nhân tội phạm, trong đó phát hiện ra rằng cứ 1.000 cư dân thì có 22,5 người được báo cáo là nạn nhân của tội phạm bạo lực vào năm 2023, và cứ 1.000 người thì có 102,2 người được báo cáo là nạn nhân của tội phạm tài sản. Những con số này tương tự như năm 2022 nhưng cao hơn nhiều so với năm cuối cùng dưới thời Trump vào năm 2020. Các thành phố của chúng ta đang bị bao vây và điều này không bao gồm tội phạm di cư và nạn hiếp dâm di cư đã tràn ngập các thành phố của chúng ta trong những tháng gần đây. Tội phạm Kamala đang phá hủy đất nước và các băng đảng đang tiếp quản. Cựu tổng thống Trump kết luận trong bài đăng của mình Thư ký báo chí quốc gia của chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Caroline Levitt cũng đã đưa ra tuyên bố liên quan đến cuộc khảo sát tội phạm. Bà tuyên bố, cảnh báo kiểm tra sự thật. Thêm bằng chứng được công bố ngày hôm nay chứng minh, Davis Moyer, Kamala Harris và các phương tiện truyền thông chính thống đã sai về tuyên bố sai lầm của họ rằng tội phạm bạo lực không gia tăng dưới thời của chính quyền Biden-Harris. Nếu Kamala được thêm 4 năm nữa và có cơ hội thực hiện các chính sách yếu kém về tội phạm, cắt giảm ngân sách cảnh sát, không trả tiền bảo lãnh, nước Mỹ sẽ tiếp tục trở thành địa ngục đầy tội phạm cho những người nhập cư bất hợp pháp, gangster Venezuela và những kẻ buôn ma túy. Chỉ Tổng thống Trump mới có thể khôi phục luật pháp và trật tự, bảo vệ cảnh sát của chúng ta, bảo vệ biên giới trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp và truy tố tội phạm ở mức cao nhất của luật pháp. Nếu bạn muốn an toàn Hãy bầu cho trời. Cuối cùng Emily và cộng sự xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Xin quý vị ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào được cập nhật hàng ngày trên kênh BTV Epost Time. Hay để chúng tôi biết nếu quý vị có bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh. Chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung nhanh trung thực và chính xác nhất một lần nữa emily xin cảm ơn và chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp